Cô tên là Phan Thị Bông, năm nay cô 61 tuổi. Cô hộ khẩu cô bên phường 3 Gò Vấp nhưng mà cô thường trú bên quận 12, đường An Phú Đông, đường Nhân Lài. Cô buôn bán giải nước giải khát. Cô phát hiện ra mình bị tiểu đường từ năm nào và lúc đó cơ thể có những triệu chứng như thế nào mà cô biết mình bị mắc bệnh ạ? Cô phát hiện ra năm 2013. Cái năm đó là tự nhiên cô sụt ký dữ lắm, sụt 8 kg. Hồi đó cô coi như gần 80 kg mà cô xuống còn có bảy mấy ký à, mà da nó sạm, nó đen sạm, giờ nó ngứa nữa, người mình nó ngứa dữ lắm con, nó ngứa phải nói là làm sao mà nó ngứa dữ lắm, gãi rồi đổ máu luôn á, mà nó thèm ngọt, uống ngọt hồi nào thì cô không có uống ngọt, cô chỉ cà phê đá thôi, mà cái thời điểm sau cô uống ngọt quá, ăn cơm nhiều nữa, tôi vét hết nồi, ăn dữ lắm, mà tối khuya cũng ăn, mà đi tiểu thì tối hầu như là cô cũng mất ngủ. Chút xíu khoảng 15 phút nửa tiếng một đêm cô tiểu 5 6 lần, đầu cô mới đi làm móng tay cái thằng nhóc nó cắt phạm đi, nó lỡ hoài nó không có lành, nó lỡ đâu có mười mấy bữa đó, mắt nó mờ, nó qua qua mắt này nè, nó qua mắt mắt nó mờ, nó không thấy rõ, không thấy, nhỏ như cưng nhìn vậy đâu, không thấy người, thấy nó mờ mờ lắm. Nó mờ lắm, còn nó chóng mặt thì nó qua mắt vậy nè, nó qua mắt vào da vòng vòng vậy, nó vòng vòng vậy đó, trăng trai nó tê rần rần hết trơn à, nó tê dữ lắm, nó tê co không được, nó cứ sáng nó đơ đơ cái tay ra, nó cứng lên nó đo không được, rồi khoảng tiếng 2 tiếng là nó mới trở lại bình thường. Cô thấy thì cũng nghi nghi rồi, cái cô đi đi khám ở đa khoa ba Anh Bảo á, là lượng đường cô gần 400. Lúc cô cũng sốc quá, sốc dữ lắm, xuống ký rồi cô không dám ăn nữa, nghe vậy đó tiểu đường cái cử kìm lum đó, nó xuống ký quá, xuống quá chừng con. Sau khi sử dụng đơn thuốc mà bác sĩ kê thì cô thấy tình trạng bệnh của mình có tiến triển như thế nào không ạ? Uống 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 thuốc tây được 1 tháng 2 tháng mà nó cũng không có xuống gì mấy, nó không có xuống gì mấy, nó cứ nhấp nhí thôi, nó xuống chừng ví dụ như 400 nó xuống còn 395, 395 mà uống 1 tháng nữa cái nó còn 390, nó xuống ít lắm. Uống thuốc tây á, là cô cũng hay bị nó chóng mặt lắm, nó hoa mắt hoài à, nó chóng mặt rồi hay nôn ói nữa đó. Vì sao mà cô biết đến sản phẩm Boni Diabetes và cô đã sử dụng được bao lâu rồi ạ? Cô cũng mua báo coi, như coi truyền hình là thấy sản phẩm Body Tibet rồi cái cô mua uống, uống vô 1 2 tháng đầu cái cô uống tốc hành lắm, cô uống lận ngày 3 viên, một ngày cô uống 3 lần, trong tháng là nó hạ liền. Lúc đầu cô bị là gần 400, sau cái 1 tháng sau cô khám lại là đi thử máu lại là còn có 200 mấy thôi, lần lần nó xuống 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 200 mấy, còn 108 khi 110 nó, giờ nó ổn rồi, nó còn xuống nữa là không xuống, nó không có hạ, nó cứ bình bình vậy thôi, nó không lên mà không xuống, nó ổn vậy. Thuốc tây cô không uống nhiều như hồi xưa nữa, hồi xưa uống ngày là mấy cử rồi đó, cô không uống, bây giờ cô chỉ uống sản phẩm Litabet này thôi, thấy nó ổn rồi, nó ổn rất là ổn. Mấy đứa cũng khen, mấy cô y tá cũng khen, khen rồi xong cái uống nó chịu, cô thấy nó chịu, nó ăn uống bình thường trở lại, không phải kiêng nữa, cũng không kiêng gì mấy hết. Thành ra nhiều khi cô ngồi cô chế cà phê đó, cô bị phỏng nước sôi, mặc cái quần dày chật quá rồi không kéo được cái phỏng, không nó dột lên hết luôn mà nó không có lỡ, mới có 3 ngày cái nó tự nó lành trở lại, nó không có lỡ lối như lúc trước mà chỉ có xíu mà nó lỡ bầy thầy không có, rồi từ đó nó ổn, không có biến chứng nữa, nó không có còn ngứa, nó không còn khát nước nữa, rồi không thèm cơm, cái cơm thèm dữ lắm nha, nó thèm ngọt thèm cơm dữ lắm, người nó khỏe khoắn, giấc ngủ nó ngon lành, buổi tối nó ngủ được chứ là không đi tiểu như đi hồi đó nữa, một đêm cô ngủ tới sáng luôn. Cô uống từ lúc cô mắt cô nó mờ lắm, mắt cô mờ lắm, uống này vô bắt đầu tự mắt nó sáng lại, trừ khi nào cô đọc báo thôi, kiểu nhỏ là cô mắt kiến bình thường là nó không có nhiều, xưa nó mờ không có, uống vô cô thấy nó ổn, thành ra cô uống từ năm 2013 tới bây giờ cô vẫn uống, duy trì, cô uống hoài để ngăn ngừa đó. Đây thì mình chưa có biết về Boni Diabetes thì mình phải kiêng khem những cái thức ăn nào? Coi như cô không dám ăn luôn á, sợ lên đường không dám ăn luôn á, không dám ăn, cái lỗi mà nước ngọt cô không uống rồi, đường thì cô kiêng luôn, mà ăn thì cô cũng không dám ăn nữa. Thành ra sau này biết này rồi là cô thấy ổn, ngăn ngừa được đó, giống như là tim mạch ngoại vi đồ đó với tai biến rồi đó, cô thấy nó hay cái là nhiều khi thấy mình thấy bệnh người ta vậy đó, ốm yếu lại mà cô không có cô hồng hào trở lại, nó khỏe nó ổn định trở lại, nó tăng ký trở lên, cô uống nè cái nó bình cái số cân mình lại, nó số cân mình lại nó bình lắm, là cô ăn uống tự nhiên không có kiêng khem gì nhiều.
cô nói cô bệnh tiểu đường không ai tin đó. Để ra cô ngồi cô bán vậy đó, thấy ai mà lại mà uống nước mà nói là cho đường 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 kiêng á, là cô chỉ sản phẩm Multibet này thôi, rồi cả phước chủ may thầy chỉ cho người ta. Không biết là căn bệnh đã ảnh hưởng như thế nào đối với lại đời sống sinh hoạt hàng ngày cũng như là công việc của cô à? Có chứ, lúc đó cô buôn bán người cô nó uể oải lắm, nó uể oải ghê lắm. Nó người nó ban ngày thì nó ban ngày thì nó ngủ, nó buồn ngủ, tại tối không ngủ được mà. Ban ngày nó buồn ngủ, người nó ngày ngật nó khó chịu lắm. À, lúc cô bệnh là có người phụ bán, người phụ bán bưng đi, cô đi không nổi, cô đi không nổi, cô ngồi chỗ cô múc rồi đi đi giao, đi người đi giao thôi. Rồi giờ thì cô tự cô bán, đẩy xe rồi bán, đẩy xe rồi vác bộ đá này cái nọ mình cô làm không, nhưng mà dù rồi đó, hồi đó vác dù không nổi đâu, phải có người làm mới người ta phụ. Bây giờ mình cô dắt mấy cây dù, hai cái xe, mình cô làm đó, làm hết. Dễ dàng. Rồi sáng này về khi sáng sớm mà gặp mưa, dầm mưa bán tới chiều, mọi người khỏe khoắn, không có gì hết. À, công việc của cô là cũng đi đây bán phải bưng đi, bưng lên khi lên lầu xuống lầu, mà sức khỏe cô về ổn rồi nó khỏe lắm, nó không có còn như xưa mà mỏi chân mỏi tê tay rồi đó. Ra cô khỏe lắm, cô bán sáng cô bán bình thường. Cô bán bình thường sáng 7 giờ cô bán tới 7 giờ sáng bán tới 7 8 giờ tối rồi cô về. Bán cứ sức khỏe cô tốt ổn. Không có uể oải mệt mỏi như xưa. Lúc trước mà nó bị mỡ trong máu đó, giờ là cô như tuyệt nhiên hết hẳn hết, không còn cái gì hết. Giờ hàng ngày cô vẫn uống của sản phẩm Multibet này thôi. Mỗi ngày mỗi uống. Uống để ngăn ngừa đó, ngăn ngừa đột quỵ, tiểu đường rồi tai biến rồi đó, các biến chứng đó, là để ngăn ngừa. Uống sản phẩm Multibet này để ngăn ngừa, để ngăn ngừa các biến chứng của bệnh tiểu đường. Bolitabet này hay, thì ra khuyên các ai tiểu đường nên tin tưởng dùng sản phẩm này cho nó khỏe người, không có lo nghĩ gì hết, không sợ biến chứng gì hết, khỏi sợ biến chứng. Các tai biến thường thường này là sợ biến chứng gan, thận, tim, phổi gì đó, thấy mấy này là uống tốt, thành ra đi khám thường xuyên, bác sĩ cũng khen. Bên bác sĩ bên Hoàng Mỹ bệnh viện gì cũng khen, nó bị mấy năm mà có chích chưa, nó chưa. Rồi thấy phổi gan rồi tim đủ gì siêu âm cũng tốt hết. Thành ra mình thấy mình an tâm. Ra khuyên bà con nào bị tiểu đường thì nên dùng, ráng dùng. Dùng thử là có kết quả liền, nó tốt. Dạ, con xin chúc mừng cô đã có thể tiếp tục vui sống và làm việc tốt ở tuổi 61 của mình ạ.